Xin chào anh chị ạ, bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh dương lịch ngày 20 tháng 8 năm 1979, âm lịch 28 tháng 6 năm Kỷ Mùi, sinh vào giờ Hợi, thân cư Phu Thê. Để ý một chút thì anh chị sẽ thấy bát tự lá số này là 3 Mùi 1 Hợi, tháng Mùi tức là tháng 6 của mùa hè, tháng 6 thì hỏa vượng thổ tướng, tức là lá số này nhật can là Kỷ. Đấy, Kỷ là một này, có Tỷ Kiên trợ giúp, lại còn 3 Mùi tức là Ấn, tức là nhật chủ là rất rất vượng thịnh, cực kỳ cường vượng luôn. Đấy. Kỵ thổ thì lấy thủy là tài, lấy mộc là quan, như vậy là tài quan nó vô cùng yếu. Như vậy với cái tổ hợp lá số này, nếu mà tham sân si quá ấy, thì nó chủ về kinh doanh đổ bể với nợ phá sản, tại vì nhật chủ quá cường vượng. Đấy, nhật chủ quá cường vượng mà tài quan nó quá yếu, tài quan nó quá yếu. Đấy, thế nên là lấy kim thủy mộc làm dụng thần. Nên hôm nay chia sẻ một chút về cái phần bát tự của chị nhá. Kim thủy mộc vào làm dụng thần thì hợp với những màu sắc như là trắng, xám, ghi, xanh, đen, xanh da trời, xanh nước biển, vân vân. Mộc là màu xanh lục, vân vân. Đó. Rồi tiếp theo năm xem 2022, năm Nhâm Dần 44 tuổi. 44 tuổi thì bắt đầu sang một cái đại vận mới ở cung quan lộc từ 44 tới 53 tuổi. Và đây chính là cái đại vận có nguy cơ cực kỳ lớn luôn. Đấy là vận này là gì? Tử phủ vũ tướng đi với khôi việt song lộc thì hay. Nhưng vận này là vận đào hoa địa không và thiên không. Mệnh cách của lá số này cũng là gì? Tử vi thiên phủ gặp thiên không và triệt. Đấy. Thiên phủ gặp triệt, anh chị nhé. Phủ là kho khố tài nguyên. Phủ mà gặp triệt người ta gọi là kho lộ, kho trống rỗng. Danh thì có thể nhiều, danh thì có thể lớn, nhưng mà tiền bạc, cái thực chất ấy, cái thực chất ấy, thì nó hơi yếu một chút so với cái danh. Danh rất lớn nhưng mà cái tiền bạc thì nó không đủ vượng, cường vượng cho lắm. Đấy chính là cái mệnh của lá số này. Rồi Kỷ Mùi tuổi âm, âm nữ, giới tính nữ mà, mệnh đóng tại cung thân là cung dương. Như vậy âm dương nghịch lý, âm dương nghịch lý là không đắc thiên, không đắc nhân, không được âm phủ dương trợ. Đấy, để mà thành công, thành danh, thành đạt và để giữ được cái thành quả của mình, nó sẽ vất vả gian nan hơn người khác. Đấy, để mà thành công cũng phải kiên trì, nỗ lực, chăm chỉ, chịu khó hơn người khác rất nhiều. Đấy là tổ hợp âm dương nghịch lý. Thêm nữa là mệnh khắc cục, mệnh khắc cục cũng may một cung thiên di, có để thất sát miếu địa. Thất sát miếu địa thì còn đỡ, sát hình ra ngoài là có uy quyền, ra ngoài là có uy quyền, ra ngoài là có người nể sợ. Đấy là sát đi vi hình, nhưng mà rủi ro một chút là sát đi vi hình thì nguy cơ liên quan đến dao kiếm kim loại. Nếu chị làm những ngành nghề liên quan đến kim khí, cơ khí, kim loại thì nó sẽ đỡ hơn anh chị nhé. Tiếp theo thân cư phu, thực ra là lá số này thân cư phu là cũng không không sung sướng gì đâu. Thân cư phu phá quân mà, phá quân là gì ạ? Phá quân là hung tinh, là hao tinh, nó chủ về phu thê ly tán. Đấy, thế nên là thân cư phu mà phá quân lại hội thêm với hình diêu không kiếp, người ta gọi là bỏ thì thương, vương thì tội, ở với nhau thì lắm khổ đau. Đấy là số này ở xa nhau thì đỡ hơn, ở xa nhau thì đỡ hơn, còn ở gần nhau nói chung là rất rất nhiều sự khắc xung. Đấy thân cư phu của lá số này cũng có con lộc tồn thì nó đỡ hơn một chút thôi. Đấy, với cái tổ hợp phá quân lộc tồn này, nếu muộn lập gia đình, muộn lập gia đình thì nó sẽ tốt hơn, còn lập gia đình sớm thì rủi ro chia tay nó rất rất cao. Rồi tiếp theo mời anh chị cung mệnh của lá số đi. Mệnh này là tử vi thiên phủ rất đẹp nhưng mà hơi tiếc cảm đất triệt. Đấy, tuần triệt đương đầu thiếu niên tân khổ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai tử phủ. Tử phủ thiên phủ là thiên kho quốc khố, là tài nguyên ngân hàng, là tiền bạc, là tài chính, mà gặp triệt người ta gọi là kho lộ, kho trống rỗng. Thế nên là kinh doanh buôn bán có giàu đến đâu thì giàu. Nói chung là cái căn cơ, cái gốc của bản mệnh rất khó giữ tiền. Đấy, cung tài bạch thì trông thì sáng nhưng mà gặp con phục binh và có không kiếp chiếu về. Đấy, phục binh và không kiếp chiếu về. Cung mệnh tử vi đi với thiên không, đi với triệt. Mà nhưng mà cung tài bạch sáng mà như này thì cũng nên đi làm ăn kinh doanh buôn bán thật, nhưng mà nên biết giữ chừng mực thì nó sẽ tốt hơn. Rồi con người tử vi thiên phủ, tử vi trọng hậu dung hình, thiên phủ tiết hạnh thông minh ôn hòa. Người tử phủ tư chất là thông minh, hai sao đều gặp một nhà, thiên tư ôn thuận, thiệt là tốt ghê. Tử phủ mà đi với thiên không, mà đi với khôi việt như này là tố chất thông minh, cái thiên tư, cái bẩm sinh là hơn người khác. Có cái sao hỏa tinh thì nó chủ về nóng tính một chút này, hiếu dương thiên không thì nó chủ về khôn ngoan, sắc sảo, thông minh. Đấy, cô thần quả tú thì hơi cô đơn. Lá số này đào hồng gì đi với cô quả. Đấy, ngay trong cái bản mệnh của lá số này tình duyên gia đạo các thứ nó đã không tốt rồi, huống chi là phu quân, cung phu là có phá quân, rất cũng không 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 đẹp gì cả. Ở xa nhau thì được chứ ở gần nhau là bung bét ngay. Tiếp theo kiếp sát là làm ra làm, chơi ra chơi này. Rồi khôi việt thì thường thường là con trưởng, nếu không phải trưởng thay trưởng lo toan gánh vác các việc lớn trong gia đình. Đấy, khôi việt nó chủ về chăm chỉ chịu khó, nó chủ về bằng cấp, nó chủ về công danh tốt, nó chủ về cái danh dự, nó chủ về huy chương, nó chủ về cái sự khen tặng, là cái sao thiên khôi thiên việt. Người khôi là cái đầu, việt là cái vai, người có khôi việt thì lo toan gánh vác được cái việc lớn.
Đấy, nói về cái người phụ nữ trong gia đình là đảm đang, là tháo vát. Tiếp theo là gì? Hồng Loan Thiên Không, là Hồng Loan Thiên Không đi với tứ đức, như vậy là lá số này có cái hơi hướng tu hành, hơi hướng giác ngộ một chút, nhưng mà hỏa tinh thì hơi nóng, tuổi trẻ là hơi nóng tính. Đấy, nóng tính là cái sao hỏa tinh. Thiên Hồng Loan đi với Thiên Chủ, đấy, thích ăn ngon mặc đẹp, thích ăn nhậu, vân vân. Thanh Long mặt mũi phương phi, cốt cốt cách nó sang, mặt phát ra từ cái tú khí. Nhưng mà đôi khi nóng tính lên thì mặt mũi nó hơi đen một chút, đấy là do hỏa với Việt. Thiên Việt thì mà thường thường mặt nó hơi đen. Hỏa tinh thì nó chủ về nóng tính. Đấy, tử vi thì gì? Tử vi thì đôn hậu, trung hậu. Đấy, tử vi thì ai cũng yêu, tử vi thì ai cũng mến. Đấy, tử vi thì ai cũng quý, tử vi thì dễ chơi, dễ gần. Tử vi thì cái ngành nghề hợp nhất với tử vi là gì ạ? Là liên quan đến quản lý hành chính nhân sự, tức là quản lý con người, tại vì tử vi là cái sao đế vương. Thêm một cái ngành nghề nữa hợp với, rất hợp với sao tử vi là những ngành nghề liên quan đến bất động sản. Đấy, vua mà, quản lý đất đai là một, quản lý con người là hai. Đấy, tử vi Thiên Phủ đi với Hồng Loan Thiên Không thì chúng cũng đào hoa, chỉ có điều là lắm mối tối nằm không khi thời tuổi trẻ. Mệnh cách là Hồng Không đào Hồng Hỷ đi với cô quả. Thêm nữa là Thiên Phủ thì sao? Thiên Phủ thì khéo quản lý về mặt tiền bạc, nhưng mà gặp triệt gặp Thiên Không thì có khéo đến đâu thì khéo, rủi ro nó rất là lớn. Thiên Phủ thì tính tình hài hòa, tính tình mềm mại, Thiên Phủ thì ai cũng chơi được. Đấy, sao Thiên Phủ bình thường, Thiên Phủ là cái sao giỏi quản lý tiền tài, nhưng mà gặp cái sao triệt là trung độ rủi ro rất cao. Thế nên kinh doanh buôn bán, đặc biệt vào cái vận 44, cái vận đào hoa, cái vận địa không, cái vận thiên không thì rủi ro mất trắng rất cao. Cũng may mắn là chị xem sớm. Thế nên là trong cái vận này nhá, trong cái vận này nói chung là giữ được cái sự bình yên, giữ được cái sự ổn định, giữ được cái cơ ngơi mình đang có là tốt tốt rồi. Rồi đấy là cái mệnh cách này, tử vi. Ngoài ra thì lá số này có hồng không này, có cô quả này, có tứ đức, làm với những ngành nghề liên quan đến tâm linh khoa học huyền bí là cũng rất đắc cách anh chị nha. Đó là cái mệnh của lá số này, tuần triệt đương đầu, thiếu niên tân khổ, hơi vất vả một chút tuổi trẻ. Tiếp theo mời anh chị vào cung quan lộc của lá số đi. Đây, quan lộc có tuần, đấy, cái tổ cung quan lộc này nó khá là rắc rối. Đấy, thứ nhất có đào hoa. Đào hoa nó như cái bông hoa khoe sắc khoe hương, đấy, sớm được mọi người biết đến, sớm được nổi danh nổi tiếng là cái sao đào hoa. Hợp với những ngành nghề liên quan đến văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn, làm đẹp cho đời. Đấy, làm đẹp là gì? Là thời trang, là quần áo, là vải vóc, là mỹ phẩm, là spa, là thủ công mỹ nghệ, là điêu khắc, là vân vân, là kiến trúc, vân vân. Đấy là tổ hợp sao đào hoa. Khôi Việt thì sau này sẽ giữ những cái chức vị quan trọng trong công việc. Đấy, đào hoa tiếp theo là gì? Liêm trinh. Liêm trinh cũng hợp với những ngành nghề liên quan đến làm đẹp, là tổ hợp cái sao liêm trinh, nó là đào hoa tinh, nó là tù tinh. Đào hoa tinh, những ngành nghề liên quan đến làm đẹp cho đời. Đấy, tam thai bát tọa đi với đào hoa thì đường quan lộc hanh thông thuận lợi. Nguyệt Đức cũng chủ về cát lành may mắn. Chỉ có điều có địa không thì rủi ro bất cứ lúc nào có thể xảy ra. Quan lộc có gì? Có vũ khúc đi với song lộc. Mệnh lại có thiên phủ hợp với những ngành nghề liên quan tài chính, kế toán, ngân hàng. Đấy, tổng hợp lại thì chị cảm nhận mình hợp với những ngành nghề nào đó thì chị làm những ngành đó. Đó là những cái ngành nghề nó hợp với chị là như vậy. Rồi đấy là cung quan lộc nha. Thiên tướng giáo dục đào tạo là chăn nuôi gia súc, là quản lý hành chính nhân sự con người. Lá số này mệnh là có hỏa tinh, quan lộc có địa không thì cũng hợp những ngành nghề liên quan đến khoa học công nghệ, có thể làm được những ngành nghề liên quan đến mặt trái của xã hội. Đấy là tổ hợp cung quan của lá số này. Cung quan là gì? Liêm tử phủ vũ tướng, hội gì? Hội liêm phá, đi với song lộc, tài chính, kế toán, ngân hàng, tiền bạc, làm đẹp. Đó là những ngành nghề hợp với cung quan lộc. Quan lộc có địa không thì rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Cũng may mà có sao tuần, nó làm chậm cái công việc trở lại, nhưng mà nó cũng làm an toàn hơn. Đấy, có cái sao đào hoa thì nó thúc đẩy cái công việc nó tiến triển nó nhanh hơn. Đào hoa là gì? Đào hoa là xinh đẹp, đào hoa là duyên dáng, đào hoa là cái duyên, đào hoa là buôn may bán đắt. Đấy, cái tổ hợp sao đào hoa nó không chỉ đơn giản là làm đẹp, làm dáng, mốt miếc thời trang, mà nó là cái duyên kinh doanh buôn bán vân vân rất nhiều. Tiếp theo mời anh chị vào cung tài bạch nhá. Cung tài bạch là vũ khúc. Vũ khúc là cái sao chủ về tiền tài. Vũ khúc là tiền tài. Vũ khúc là cái sao rất năng động trong cái việc kiếm tiền, kinh doanh buôn bán đa ngành đa nghề là cái sao vũ khúc. Vũ khúc là cái sao ngũ hành thuộc kim, hợp với những ngành nghề liên quan tài chính, kế toán, ngân hàng. Đặc biệt vũ khúc đi với hóa lộc thì tiền bạc dư giả, khá giả, giàu sang, phú quý. Vũ khúc đi với hóa lộc đối diện là có hóa quyền, như vậy nó chủ về thế lực, sẽ có thế lực về mặt tiền bạc. Vũ đi với lộc quyền nhưng mà có phục binh đi với địa không, địa kiếp đi với hỏa tinh, đi với thiên không thì nguy cơ lúc nào cũng có thể bị lừa và mất trắng. Thêm nữa thì có thiên đức phúc đức, nó chủ về may mắn, có phúc có đức về mặt tiền bạc. Đấy, có sao dưỡng thì nguồn tiền tài tương đối ổn định. Đấy, có cô quả thì có cái hiện tượng là giữ được của tiền. Vũ khúc cũng là sao giữ tiền của rất là tốt, cô quả lại giữ tiền của càng tốt, nhưng mệnh thiên phủ thiên không đi với triệt. Đấy, thêm nữa cung tài bạch phục binh,
Phục binh này, địa không địa kiếp là nguy cơ lúc nào rình rập, có kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc của mình. Thế nên đầu tư kinh doanh buôn bán hết sức cẩn thận, rất dễ bị lừa hoặc đầu tư sai lầm. Đấy là cung tài bạch của lá số này. Xấu thì không xấu mà đẹp thì nó không quá đẹp, mà rủi ro thì nó rất lớn. Vũ thì với lộc quyền thế lực về mặt tiền bạc, độ rủi ro khá là cao. Vũ khúc là kim loại, vũ khúc ngũ hành thuộc kim, xin lỗi anh chị, hợp những ngành nghề quân đội, công an này, cảnh sát này, kim loại này, cơ khí này, vân vân. Đấy là sao vũ khúc. Rồi tiếp theo mời anh chị vào cung Phúc Đức đi. Đây Phúc Đức là đối diện với tài bạch anh chị nha. Phúc Đức mà tốt thì may mắn về của tiền. Đấy, Phúc Đức mà tốt thì cuộc sống tinh thần nó tốt. Nhưng lá số này là mệnh là gì? Hồng không cô quả đào hồng hỉ. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai Phúc Đức tham lam. Tham lam nó chủ về tâm linh khoa học huyền bí. Tham lam mà đứng cung Phúc Đức bình thường rất là tốt, nhưng mà hơi tiếc nó đi với địa kiếp. Tham lam là cũng chủ về những cái sao liên quan đến mặt tinh thần, mặt tình yêu, tình ái, tình dục, mặt hưởng thụ, nhưng mà đi với địa kiếp là cái sự hưởng thụ nó không tròn vẹn. Mà nó đã xâm chiếm vào cái cung tài bạch, như vậy độ rủi ro về cái công cuộc kinh doanh nó rất là cao. Đấy, Phúc Đức mà có tham lam thì có hóa quyền mà đi với song lộc, chắc chắn là trong dòng họ nhiều người giàu sang phú quý, nhưng mà rất dễ rủi ro đổ bể vỡ nợ phá sản, làm ăn kinh doanh buôn bán thất bại. Tham đi với song lộc quyền cơ mà anh chị nhá, quyền lộc trùng phùng, quyền lộc trùng phùng tài quan song mỹ. Đấy, song lộc triều viên cát đa phú quý, đấy là những cái tổ hợp mà chiếu vào cung Phúc Đức. Tài bạch Phúc Đức lại là sát phá tham rất sáng, chỉ hơi tiếc nó có địa kiếp ở đây. Hơi tiếc là có địa kiếp, thế nên là cái độ rủi ro nó rất cao. Tiếp theo là gì? Địa kiếp nó chủ về mất mồ mất mả, địa kiếp nó chủ về nhiều người mất trẻ, địa kiếp nó chủ về những người mà công danh thành đạt cao thì rất dễ bị mất chức ở trong chốn quan trường. Kinh doanh buôn bán mà nhanh giàu thì lại chủ về dễ đổ bể vỡ nợ phá sản. Đấy là cái cung Phúc Đức này, tham lam nó bị phá cách một chút. Rồi tiếp theo cung Thiên Di nhá. Cung Thiên Di sát hình. Đấy. sát hình miếu địa khôn ngoan anh hùng, thất sát dần thân, thất sát ngưỡng đầu chiều đỏ, tức lập vinh chương, tức là ra ngoài là có công danh, có uy thế, có quyền hành, nói có người nghe, đe có người sợ. Đấy là thất sát. Thất sát khi đi ra ngoài rất xông xáo, rất năng động hơn ở nhà rất rất nhiều. Đấy, tử vi thiên phủ thì đôi khi là nửa là muốn chiến đấu, nửa lại muốn thu lại, nhưng mà khi đi ra ngoài là sát hình là chiến đấu luôn. Đấy, hình là gì? Thất sát là thanh kiếm, mà thiên hình cũng là thanh kiếm. Đi ra ngoài khả năng ăn nói tốt, khả năng phân tích tốt, khả năng kỷ luật tốt, nói được làm được là cái tổ hợp cung Thiên Di này. Sát đi với hình, thiên hỷ ra ngoài nhiều niềm vui, tam thai bát tọa là hành thông thuận lợi, quốc ấn. Đấy, thất sát là quyền tinh dũng tinh. Đấy, đi với quốc ấn là gì? Là có quyền, là có chức vị, là có sức ảnh hưởng, là có tầm ảnh hưởng. Đấy, sau quốc ấn con dấu chức vị quyền hành, không nhất thiết ở trong nhà nước, đôi khi nó là cái những cái gì ảnh hưởng liên quan đến cái giá trị của con người, chứ không hẳn là liên quan đến tài chính tiền bạc, hoặc là liên quan đến thế lực, liên quan đến địa vị. Thiên phúc may mắn này, long đức này, chủ về cát lành may mắn, hành thông thuận lợi, thất sát. Nhưng mà sát đi với hình thì nó dùng rủi ro về mặt dao kiếm kim loại. Đấy cung Thiên Di. Tiếp theo là cung phu, là phu theo phá quân. Phá quân thì chia sẻ với anh chị rồi, phá quân nó là hung tinh, nó hao tinh, nó bại tinh, nó chủ phu thê ly tán. Nói về cung phu như này là chồng nó cũng giỏi giang, chồng nó cũng tài năng tài giỏi. Đó là quyền lộc hợp với vào cung phu này, nó là phá quân đi với không kiếp này. Phá quân đi với không kiếp nó thành bộ thành cách, nó rất hợp anh chị nha. Hơn thế nữa thì phá quân nó ở tí ngọ, người ta gọi là cách anh tinh nhập miếu, cũng là cách củ rất đẹp. Chỉ có điều nói về mặt tình duyên gia đạo thì phá quân nó không nên ở cái cung phu, cung thê của người đàn ông hoặc người con gái, đặc biệt là của người con gái. Nói chung tiếp theo lại thân cư phu. Thân cư phu như thế này là xấu anh chị ạ. Bỏ thì thương, vương thì tội. Đấy, xa thì nhớ, mà gần thì nhiều sự khắc xung. Thế nên xa là tốt hơn, chứ ở gần rất nhiều sự khắc xung. Đấy, chồng phá quân mà. Phá quân thì nhiều lúc là tính ngang ngạnh, ương bướng, ngang ngược. Cũng may có lộc tồn thì nó giảm đi một chút những cái tính ngang ngạnh, những cái tính ương bướng, những cái tính ngang ngược. Nhưng mà đây cũng là cái cốt cách của con người phá quân. Đấy, phá quân là bất chấp, phá quân là không ngại gian khổ, phá quân là không ngại hiểm nguy, phá quân là không sợ khó khăn. Phá quân là gì? Khai phá những cái gì mới. Khai phá những cái gì mới thì cần phải những người có tố chất, bất chấp hiểm nguy, không sợ gian khó. Đấy, tiếp theo là gì? Y diêu đi với mộc dục, nó chủ về y diêu mộc dục, đi về đào hoa chủ về ăn chơi này. Đấy, có địa không địa kiếp ở đây. Đấy, thế nên nó càng nói về cái tình duyên nó không hợp. Hình diêu không kiếp phá quân thì nó không hợp lắm ở cung phu. Nói chung là phu thê nó rất vất vả gian nan, cái việc ăn đời ở kiếp với nhau rất khó. Thế nên ở xa nhau, nếu mà muốn tránh cái chuyện hình khắc chia ly thì ở xa nhau ra thì may ra là đỡ được, còn ở gần nhau rất rất nhiều sự hình khắc chia ly. Anh chị để cung mệnh nhá. Mệnh là gì? Là hồng không cô quả, đào hồng hỉ đi với cô quả, nó đã một cái phức tạp về mặt tình duyên. Thêm nữa cung phu thê là hình diêu đi với không kiếp, lại thêm cả phá quân. Thêm nữa rồi chuyển sang cung tử tức luôn ạ.
Hai cung tử tức lại có tả phủ bật. Tả phủ bật thì rất dễ có con dị bào, cung cung phu thì không được tốt, mà cung tử tức thì nguy cơ con dị bào. À, tử tức cung anh chị nha, mệnh lục hợp với tử tức cung, như vậy cả đời chăm lo cho con cái, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, con cái mà thái dương mà lại ở cung tỵ, như vậy là trai nhiều hơn gái, mà tả phú bật thì nó xảy ra hai trường hợp: một là có con dị bào, hai là con cái rất đẹp trai, rất tài năng, rất tài giỏi, trai thì đẹp, gái thì xinh. Đấy, tiếp theo là gì, thai phụ phong cáo, đi về hóa khoa, đi về ân quang thiên quý, con cái sau này thành công, thành danh, thành đạt, nổi danh nổi tiếng, có hiếu có nghĩa, chỉ có điều là không ở gần cha, không ở gần mẹ. Thiên mã gặp đất tràng sinh thì con cái sau này là học hành công tác ở phương xa, có thể được ra đến nước ngoài luôn. Tại vì cái tổ hợp âm dương lương như thế này, âm dương lương là gì? Âm dương lương, thái dương là mặt trời, thái âm là mặt trăng, tượng là chiếu sáng khắp năm châu bốn bể. Thế nên là có thể là đi nước ngoài, thái dương đi đi điếu khách thì làm những cái công việc ngành nghề liên quan đến luật sư, liên quan đến bán hàng, liên quan đến marketing thì rất đắt cách. Ngoài ra thì là khoa học công nghệ. Thiên mã đi với tràng sinh mà đi với thái dương. Thiên mã là dịch mã, là chuyển động, là máy bay, là ngựa xe, là xe cộ. Mã đi với thái dương là có thể đi khắp năm châu bốn biển. Thế nên là con cái sau này không còn ở gần cha, không ở gần mẹ. Thái dương rất hợp với mệnh của chị. Thái dương ngũ hành thuộc hỏa, mã đi với tràng sinh rất tốt tâm tốt tính, sinh nhiều đẻ nhiều là đông đinh đa đinh, vượng nhân sinh, vượng nhân đinh. Tràng sinh đế vượng vốn dòng đa nhân, thai phụ phong cáo đi quang quý, con cái sau này có hiếu có nghĩa với bố mẹ. Đấy là tổ cung tử tức này rất đẹp, sinh nhiều là được anh chị nhá. Thêm nữa lại còn gì, giáp song lộc nữa. Thái dương là chủ quan chủ quý. Đấy, đi với tả phụ bật, đi với thiên mã thì thực sự là rất có tài năng. Thai phụ phong cáo đi quang quý là nổi danh nổi tiếng. Giáp song lộc, con cái sau này công danh tài lộc đầy đủ cả, hơn mẹ là cái chắc rồi. Đó là cái cung tử tức này thực sự rất đẹp. Thái dương rất tuyệt vời. Cung cung gì nhỉ? Cung tử tức có lẽ là cái cung đẹp nhất trong của cái lá số này này. Tiếp theo là cung phụ mẫu nha. Cung phụ mẫu tức là bố mẹ của đương số. Bố mẹ của lá số là gì? Thái âm gặp triệt. Gặp triệt thì bé phải xa cha xa mẹ, ở gần nhiều sự khắc xung. Ở đây dính với con thái âm. Thái âm là gì? Là không hợp bà, không hợp mẹ, ở gần bà, ở gần mẹ nên nhiều sự khắc xung. Song hao tăng môn ở gần nhau gây ra nhiều sự buồn phiền. À, sinh mẫu vượng thì bố mẹ là tốt tâm tốt tính, sống yên lành, sống có tình có nghĩa, sống có trước có sau. Thứ nhất là gặp triệt, cái thứ hai lại tổ hợp thiên mã chiếu về, như vậy là không nên ở gần cha, không ở gần mẹ. Tả phụ bật, bố mẹ đa tài đa di năng. Thái âm thì chủ về sinh cái, đảm đang, đẹp, tài năng, tài giỏi. Tiếp theo văn tinh chủ về thông minh, tinh ý. Thiên quan chủ về hiền lành, đạo đức. Tổ hợp này có hóa khoa, có tả hữu, có mã, thai phụ phong cáo, quang quý. Nói chung bố mẹ tài năng, tài giỏi, chỉ có điều là không hợp mẹ. Thái âm nó chủ về bà, chủ về mẹ, chủ về con gái. Đấy, không hợp bà, không không hợp bà, không hợp mẹ. Đó là cung phụ mẫu là số này. Thái âm, âm dương lương sáng rất là đẹp. Dù là âm gặp triệt anh chị nha, tuy rằng âm gặp triệt nhưng bản chất của nó vẫn là miếu điện, bản chất của nó vẫn là miếu điện. Chỉ có điều đi với song hao, đi với tăng môn thì không hợp nhau nữa. Thêm cái con hóa kỵ thì nói chung là rủi ro khá cao. Đấy, bố mẹ ăn tiêu chi tiêu rất phóng khoáng. Thái âm thì thuộc thủy, tức là văn chương và có nguyệt hoa phóng tình. Thái âm là sao chủ về tài, chủ về phú, đi với song hao chi tiêu rất rộng lượng. Đế vượng là cái sao nó cũng rộng lượng này. Tiếp theo cung nô bộc đây, nô bộc có tuần. Đấy, nô bộc có tuần là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là gì, thiên lương, bạn bè thiện lương, thiện tính, hiền lành, đạo đức. Hóa khoa, bạn bè có kiến thức, có trí tuệ, có bằng cấp, có cái sự học hành. Rồi thai phụ phong cáo cũng chủ về bằng cấp, ân quang thiên quý, sẽ có những người bạn bè rất tốt với mình, cứu giúp mình trong những lúc mình nguy khốn, mình gặp khó khăn hoạn nạn. Hỷ thần là có niềm vui về bạn bè. Thiên thọ, thiên lương đi với thiên thọ, nói chung là cái phúc đức về bạn bè. Sinh mộ vượng thì đông bạn đông bè. Sinh mộ vượng đi với tả hữu, đóng vào cung con thì đông con, đóng vào cung nô bộc thì đông bạn đông bè. Có tơi phá phá toái, thiên khốc thiên hư đầu quân, thì có một số thành phần bạn bè là gây ra áp lực mệt mỏi khó khăn cho mình, nhưng cái thành phần đấy rất ít. Thứ nhất là cung mệnh mình là thế, là mệnh cách cao. Tử phủ vũ tướng là cái mệnh cách cao nhất ở trong lá số tử vi. Cung bạn bè chỉ là âm dương lương thôi, huống chi là lương đi với khoa, đi với thai phụ phong cáo, đi với quang quý. Cơ bản là bạn bè tốt nhiều, bạn bè xấu ít. Đấy là cung nô bộc này. Tiếp theo là tật ách huynh đệ điền trạch, tật ách huynh đệ đi. Đây tật ách hóa kỵ nha, hay trúng độc ngộ độc thức ăn. Hóa kỵ thì nói chung là cẩn thận liên quan trúng độc ngộ độc thức ăn. Hóa kỵ là cái miệng lưỡi. Tiếp theo gì, đại tiểu hao đi với thiên đồng, dạ dày tiêu hóa đại tràng không được tốt cho lắm. Mệnh cách có thiên chủ hay ăn hay nhậu, nguy cơ dạ dày tiêu hóa đại tràng nó không được tốt. Cái tiếp theo là gì, có bạch khổ tăng môn chủ với các bệnh liên quan đến máu huyết. Rồi xương khúc thì không đáng ngại này, phượng các giải thần đi với hóa kỵ sau này tai nó sẽ hơi kém. Đấy, cơ bản bộ máy tiêu hóa dạ dày đại tràng nó không được tốt cho lắm. Còn mệnh tử vi thiên phủ thì không đáng ngại. Thêm nữa thì thân là có bác sĩ. Rồi đấy, cung tật ách này.
Tiếp theo huynh đệ mà có thiên cơ đi với Kình Dương nha, Thái Tuế anh chị em chính trực đứng đắn đàng hoàng, anh chị em thiện lương tiện tính, anh chị em là mưu cơ trí tuệ quyền biến cơ mưu kết hợp với anh em hoàn toàn được. Cơ ngũ hành thuộc mộc, sinh cho mệnh hỏa của mình. Cái thứ hai cơ là cái sao thiện lương thiện tính. Tiếp theo tứ linh là cốt cách chính trực đứng đắn đàng hoàng, có xương khúc có khoa quang quý, nói chung anh chị em là thông tuệ giỏi giang. Thái Tuế khả năng ăn nói tốt, khả năng hùng biện tốt, Kình Dương là chủ về đàn ông nam tính. Có một chút áp lực thôi nhưng mà cái đấy không không thể không có được anh chị nhá. Cơ bản cung huynh đệ này tốt, có thể kết hợp được. Có một chút thị phi nho nhỏ, có một chút áp lực nho nhỏ, còn lại không đáng ngại. Tiếp theo này, thiên cơ đa tài đa nghệ đa mưu. Đấy, thiên cơ chẳng ngắn chẳng dài, lòng lành tay khéo, gồm hai đức nghề là cái sao thiên cơ. Mưu cơ linh hoạt quyền biến, thiên cơ bất khả lộ là cái sao thiên cơ. Cơ bản tổng hợp lại là kết hợp được. Đấy. Tiếp theo cung điền trạch, điền trạch thì sao? Cự môn thì gì? Đất đai hay diễn ra tranh chấp thị phi kiện tụng các thứ. Đấy là sao cự môn, đi với xương khúc thì nhà nhiều văn bằng giấy tờ, nhà rất đẹp. Đi với tấu thư, xương khúc tấu nhà nhiều văn bằng giấy tờ, rất đẹp. Đi với tứ linh thường gần đình đền chùa miếu phủ những nơi tâm linh. Và đi với tứ linh cũng như là xương khúc chủ về nhà cao cửa rộng nhà đẹp. Đấy, đi với linh tinh thì cẩn thận củi lửa, cẩn thận cháy. Linh kình đà kỵ, cẩn thận cháy nổ các thứ. Đấy, điền trạch mà cự môn đi với hóa kỵ, đi với đà la, đi với thái tuế dễ xảy ra tranh chấp thị phi kiện tụng, thế nên là mọi việc mọi các cái giao dịch liên quan đất đai điền sản các thứ thì nên rõ ràng rành mạch một chút, nếu không thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề đấy. Và chị làm về cái khoản đất đai điền sản cũng được chị nhé. Tiếp theo là mời anh chị vào các cái đại vận của lá số đi. Rồi, đại vận đi vào cái đại vận anh chị nhá. Đại vận đầu tiên này, đại vận đầu tiên ở cung mệnh từ 4 tới 13 tuổi. Đại vận này tử phủ gặp triệt, gặp khôi việt là chủ về bằng cấp này. Khôi việt là chủ về bằng cấp, nói về chuyện học hành thì nó không được hành thông thuận lợi cho lắm. Đấy, thứ nhất là vận gặp thiên không. Cái thứ hai là quan trọng nhất là nó gặp triệt, cái thứ ba gặp hỏa tinh, sức khỏe nó không được tốt cho lắm. Đấy là vận đầu tiên. Cái vận nào mà, cái thời điểm mà lớn tuổi mà gặp vận này thì tình duyên gia đạo công danh tài lộc nó cũng không tốt cả. Thế nên là cái thời tuổi trẻ học hành là nó cũng bình thường, nhưng mà được cái 4 tới 13 tuổi thì cũng chưa chưa có gì nhiều điều để nói. Tiếp theo cái đại vận thứ hai 14 đến 23 tuổi, đại vận này là âm dương lương sáng, gặp hóa khoa, gặp quang quý, gặp thai vụ không cáo, gặp sinh mộ vượng, gặp tả hữu, gặp thiên mã, hợp hành hợp mệnh. Chỉ có điều có tang hổ, có song hao thì nói chung là nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện nó không như ý, thêm nữa có cái con hóa kỵ nữa. Thế nên nó chủ về nhiều chuyện buồn, nhiều không chịu không như ý, nhưng cơ bản đại vận này cũng là đại vận rất tốt rồi. Đấy, thái âm ở đây là miếu địa, tuy rằng gặp triệt nhưng bản chất của nó vẫn là chất miếu địa anh chị nhá. Thái âm mà vào cái vận lớn của đời người thì nó chủ về cái gì, tình yêu, tình ái, tình dục, nó chủ về sự hưởng thụ, nó là cái sao tài phú, thế nên nó chủ về gia tăng tiền bạc, tích lũy đất đai, điền sản, khoáng sản, bất động sản. Nhưng mà vào cái vận tuổi trẻ thì về cơ bản là nó chưa chưa có nhiều điều gì để nó chưa có nhiều điều gì để nó ứng vào cả. Ứng vào mỗi thái âm thời tuổi trẻ chủ yếu là về công danh học hành, thì đối diện là có đà la. Đấy, đối diện là có con hóa kỵ, thêm nữa có đà la thì nó chưa được như ý cho lắm. Tiếp theo cái vận 24 đến 33, đây cái vận này là gì, tham đi với quyền song lộc. Đấy, nếu mà đi kinh doanh buôn bán là chủ về dễ phát tài phát lộc, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai gặp địa kiếp thì kiểu gì trong cái vận này chủ về cái sự thất bại này, khởi nghiệp là khởi nghiệp sẽ có lần thất bại trong cái đại vận này 24 đến 33. Tham gặp địa kiếp, tình yêu tình ái các thứ trong cái vận này nó chủ về gian nan, tham lang nó chủ về tình yêu tình ái sự hưởng thụ, tham lang tính bẩm thung dung mà say miền gái đẹp rượu nồng mới ngon, và con trai là như thế, và con gái là gì, là sự ăn chơi, là cái sự hưởng thụ, là tình yêu tình ái, nhưng mà gặp địa kiếp là không ổn rồi. Tiếp theo cái vận 34 đến 43, vận này là gì, cự môn đi với xương khúc, đi với tấu, đi với tứ linh. Đấy, đi với tấu tứ linh, cự môn nó là quyền tinh, dễ thăng quan tiến chức phát tài, xương khúc nó chủ về công danh khoa bảng. Đấy, tự đi với tứ linh là vận này cát lành may mắn hanh thông thuận lợi, nhưng nó vẫn không được như ý, đó là gì, linh tinh là một này, hóa kỵ là hai, kình dương là đã hoặc cự môn đi với hóa kỵ thì nó chủ về sự bất mãn, nó chủ về sự không hài lòng. Đi với linh tinh kình dương đá đà la nó chủ về áp lực mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống, nhưng được cái vận này là cái vận an toàn nhá chị anh chị nhá. Đó là xương khúc, đó là tấu thư, đó là tứ linh, cơ bản nó vẫn an toàn. Tứ linh nó không vùng vẫy được nhưng mà nó an toàn. Tứ linh cái hổ phượng long công danh quyền thế vẫy vùng một khi. Đấy, cái bộ tứ linh trong cái thời điểm này nó lại dùng để chế ngự các cái sát tinh rồi, thế nên nó mang lại cho con người ta cái độ an toàn. Còn sang vận 44 sao? Tử phủ vũ tướng hội liêm phá hội song lộc, hội song lộc lại có khôi việt, nhưng vận này đào hoa thiên không, hỏa tinh thiên không, cô quả, tình duyên gia đạo lục đục là một. Cái thứ hai việc kinh doanh buôn bán dễ đổ bể vỡ nợ phá sản.
Đấy, thiên tướng rất tốt về mặt công danh, nhưng mà tướng gặp địa không là vứt đi rồi. Đấy, liêm trinh đào hoa cũng là những cái sao đào hoa gặp địa không là tình duyên cũng dang dở rồi. Như vậy vận này chúng ta có thể lập luận rằng, lập luận như sau. Đấy, chuyện kinh doanh các thứ dễ đổ bể vỡ nợ phá sản dẫn đến tình duyên các thứ chỗ trục trặc. Tại sao liêm đi với đào là hai cái sao đào hoa, ở đây lại có song lộc hội về nhưng dính vào con địa không và thiên không. Đấy, liêm trinh thiên tướng, những người đái ấn triệt hồi, địa không địa kiếp, thiên tướng địa kiếp đứng ngồi một bên, ở đây thiên tướng địa không và vào vận thiên không. Đấy, thiên tướng địa không, thiên tướng địa kiếp vào vận thiên không, thiên không lưng trời gáy cánh, thiên không là trắng tay, thiên không là hư khả hoặc sắc sắc không không, thế nên là có rồi lại mất. Còn tình duyên thì gì, đào hồng đi với cô quả thì làm sao mà ngon lành được. Đấy, liêm trinh cũng là cái sao đào hoa, thế nên là cái vận này, trong cái vận này thì khuyên chị là nên cầu cái sự bình yên. Bình yên là ổn định nhất, duy trì và duy trì thôi, chứ không nói đến phát triển nhé, duy trì thôi, duy trì được để sang cái vận sau thì nó sẽ tốt hơn. Đó là gì, âm dương lương sáng, hội quang quý là may mắn rồi, hóa khoa là đệ nhất giải thần rồi, thiên thọ là cái sự hưởng thụ rồi, thiên lương cũng như vậy này, tả phủ bật đi vi thiên mã, mã ngũ hành thuộc hỏa hợp với mệnh của mình. Đấy, vận sau nữa cũng là vận tốt nha, sát phá tham có lộc tồn có hóa quyển, một con địa kiếp không đáng ngại, cái bộ sát phá tham này một hai sát tinh nó không đáng ngại anh chị nhé. Đó, đấy, vận 54 tốt, vận 64 hay, vận 34 cũng ổn, chỉ có điều vận 44 là dễ rủi ro, đổ bể, vỡ nợ, phá sản, hết sức cẩn thận. Tiếp theo năm 2022 của chị, năm 2022 năm Nhâm Dần 44 tuổi, đây 44 tuổi vào năm đây này, đào hoa đi vi địa không là tình duyên trục trặc rồi, thiên tướng đi vi địa không là công việc các thứ là nó lận đận rồi, huống chi là có lưu tang, lưu hổ, lưu khốc, lưu hư, lưu kình, lưu đà, mà lưu tang, lưu hổ, lưu khốc, lưu hư nó chiếu cung tài bạch như vậy là buồn phiền vì tiền. Dính vào con phù binh như vậy bị người ta lừa, bị người ta lừa thì sinh ra buồn phiền, hoặc là đầu tư kinh doanh buôn bán nó gặp sự cố, nó gặp trục trặc. Phục đi binh đi với không kiếp nó chiếu vào cung tài bạch mà gặp lưu tang, lưu hổ, lưu khốc, lưu hư thì cái chuyện đầu tư là không ổn đâu, hết sức cẩn thận. Tiếp theo lưu thiên mã vào cung mệnh thì năm nay được hay được đi đây đi đó, hoặc là đi tìm kiếm cái cơ hội công việc việc làm vân vân, đấy là sau lưu thiên mã. Tiếp theo lưu lục tồn vào cung điền trạch, năm nay khả quan nhất là mua sắm đầu tư đất đai điền trạch, lưu lục tồn cung điền trạch. Lưu kình của cung quan lộc nó chủ về áp lực mệt mỏi khó khăn ở công việc. Đấy, lưu đà la cung phúc đức nó chủ về tranh chấp thị phi đối với những người trong dòng họ, những người quen biết. Tiếp theo là gì, năm nay thiên can nhâm ngũ khúc nhập vào hóa kỵ, như vậy chuyện đầu tư kinh doanh buôn bán là đầu tư càng lớn bao nhiêu thì càng dễ gặp sai lầm bấy nhiêu và dễ dẫn đến thất bại, và cái đại vận này cũng là đang đại vận thất bại, thế nên chị hết sức cẩn thận nhé. Tiếp theo năm nay là năm Dần, đây năm Dần và phá quân lục tồn, tình duyên gia đạo lục đục này. Tiếp theo năm sau 45 tuổi, 45 tuổi vào đây, 45 tuổi vào đây, tiểu hạn và cung mão năm sau thì tốt hơn, phá quân thì xấu, phá quân thì xấu nhá, nhưng mà có lộc tồn thì nó giảm cái xấu đi, nhưng mà hội địa không địa kiếp thì năm sau tiền bạc các thứ tài chính hết sức cẩn thận. Năm sau tiểu hạn cung mão và gì, âm dương lương tả hữu thai phụ phóng cáo đi vị thiên mã, đi với ân quang thiên quý, năm sau chỉ lợi danh không lợi tài, chỉ lợi danh không lợi tài, đấy là năm sau. Còn cái năm nay thì bất lợi về mọi mặt, bất lợi về mọi mặt, năm 2022 thì bất lợi về mọi mặt, công danh tài lộc tình duyên gia đạo, còn năm 2023 thì chỉ lợi danh thôi, không lợi tài, chỉ lợi danh không lợi tài, đấy chính là năm 2023. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các làn số tiếp theo ạ.